Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta quay lại với mục tư vấn làm nhà năm 2023. Đây là thứ cuối cùng mà tôi nói đến và chia sẻ cho quý vị và các bạn, đó là hướng đông nam. Hướng nam thì có ba sơn lợi thìn tốn tiện. Như vậy là cái sơn hướng này nó nằm trong tổng thể 24 sơn hướng, và lần đầu tiên tôi tư vấn cho năm mới tôi đã nói rồi, ba cái sơn hướng của hướng nam này đều phạm, nhưng không phải là chúng ta không thể làm được, đúng không? Chúng ta có làm được nếu như chúng ta biết gì, biết cách chọn thời điểm, đúng không? Thời điểm là quan trọng nhất đó. Chúng ta thường nói với nhau như thế nào nhỉ? Đi đâu là không quan trọng, đúng không? Quan trọng là đi với ai, hoặc là cái thời điểm mà chúng ta thì gặp gỡ nhau, đó thời điểm quan trọng nhất, thời điểm quyết định cái vận mệnh của mình, cái số phận của mình, hoặc là mình biết vận dụng cái thời điểm để phát triển kinh tế, thời điểm để chọn cái thời cơ đấy, thời điểm là thời cơ của chúng ta đó, để chúng ta gì, ta phát triển cái ngành nghề hay là cái mong ước, cái mong muốn của chúng ta, đúng không, để đạt được cái kết quả tốt nhất nhá. Thì cái sơn hướng cuối cùng này nó có ba sơn hướng điều phạm, hướng đông nam là ba sơn hướng điều phạm. Thìn thì phạm gì vào tam sát, tốn thì phạm vào bộ long và lực sĩ, tị thì phạm bộ long, đúng không? Như vậy nếu mà nói không thể làm nhà thì cũng không đúng. Trong trường hợp chúng ta phải làm, vậy thì người thầy sẽ có cách gì để giúp chúng ta hóa giải nó? Tôi đã nói rồi, mộ long thì cũng có một cái hướng dẫn riêng để hóa giải về mộ long. Lực sĩ cũng vậy, tam sát cũng thế. Nếu mọi người có xem clip đó, mọi người sẽ hiểu được là cách hóa giải nó như thế nào. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách để chọn thời điểm theo gì? Theo tiết khí. Thời điểm theo gì? Theo phi tinh. Thời điểm theo gì? Các khí của hướng. Và thời điểm của lộc mã quý nhân của năm này, năm đến đến hướng đó, để ta gì? Ta khởi sự thì vẫn tạo được thành công lớn và vẫn có căn cứ đến nhà mình. Như vậy là chọn theo gì? Chọn theo tiết khí thì sơn hướng thìn thì chúng ta chọn vào thời điểm tiết khí cấp vũ từ 24 đến 45 cấp vũ. 24 đến 45. Đó. Như vậy là đến 45. Chúng ta chọn thời điểm cấp vũ là từ 24 đến 45. Thứ hai là sơn hướng tốn thì ta chọn vào tiết khí lập hạ từ mùng 5 tháng 5 đến 20 tháng 5 lập hạ. Đó. Tiếp theo là đối với sơn hướng tị thì ta chọn gì? Ta chọn vào tiết khí tiểu mãn từ 21 tháng 5. Tiểu mãn. Từ 21 tháng 5 đến 5 tháng 6. Đúng không? Đó. Là chọn theo cái thời điểm tích khí đó. Đấy là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là chọn theo phi tinh. Như vậy là hướng đông nam năm 2023 thì sao số thì thứ 3 tam bích mộc quay đến. Đây là sao gì? Sao hung. Sao? Nhưng mà hung thì cũng nghĩa là không phải chúng ta không thể làm được, đúng không? Thế ta chọn cái tháng, ngày, giờ có sao cát về đến, đúng không? Thế là chọn theo hình không. Như vậy là tháng gì? Tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng tốt. Tháng 2, 4, 7, 8, 9, 10. Những tháng này có thì có sao gì? Nhất bạch, cửu tử, bát bạch, tứ lục và lục bạch, đó là những sao cát tinh, thì ta chọn vào những thời điểm tháng này đó. Đấy là cái cách thức phương pháp chọn thứ hai. Phương pháp cách thức chọn thứ ba là chọn theo gì? Tháng cát khí, có nghĩa là cái thiên can của tháng sinh vượng khí cho hướng, thì gồm có gì? Tháng 5, 6, 7, 8, rồi đúng không? Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là chọn theo gì?
chọn lọc mã quý nhân của năm, năm quý quý mão, năm quý xà thổ tàn, à xà đây, xà tỵ đây, đó, như vậy là tỵ có gì, tỵ có gì, quý nhân, đó, như vậy là tỵ của quý nhân nhá. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là cứ hướng xấu, à, các sơ hướng xấu mà chúng ta không thể động thổ làm nhà được. Nhưng nếu động thổ làm nhà thì chúng ta sẽ chọn đến thời điểm. Đó. Hôm nay tôi chia sẻ về cái sơ hướng cuối cùng này, về cái hướng cuối cùng có ba sơ hướng để gì? Để chúng ta tham khảo. Để tham khảo chúng ta có cách lựa chọn trong trường hợp phải làm nhà chúng ta vẫn gì cũng có thể làm được, đúng không? Ngoài ra khi chúng ta tư vấn được các thầy phong thủy tư vấn thì các thầy sẽ có cách thức nữa, một số cách thức nữa quan trọng, có thể là những cách thức mà người ta không muốn nói ra, thì là bí mật, là chọn cho bạn cái thời điểm mà tốt nhất. Đó, tùy từng sở học của từng thầy người ta chọn cách nhau, có thầy học ở trình độ khác nhau thì thường chọn theo cách khác nhau. Tại sao chúng ta hay nói câu lắm thầy nhiều ma, đúng không? Lắm thầy nhiều ma. Không phải, chúng ta phải hiểu rằng ấy, là trình độ có thể khác nhau thì cách lựa chọn là hoàn toàn khác nhau. Những thầy học hết các chuyên môn rồi, các trường phái rồi, người ta biết kết hợp ấy, thì ta chắc chắn là chọn khác. Đấy. Bây giờ hiện nay có những người vẫn cứ gì kiêng kỵ ngày chọn làm nhà, kiêng kỵ ngày tam lương này, kiêng kỵ ngày hồi kỵ này. Thực ra phải hiểu về nó, đúng không? Hiểu nó là một yếu tố khoa học, làm sao phải kiêng, đúng không? Ngày tăng lương là ngày ba của cái số của Trung Quốc, thế mà chúng ta lại kiêng, chúng ta lại bảo là không được làm nhà, không được thổ. Ngày kỵ là ngày xưa ấy, là vua quan, đúng không, hay chọn để vi hành, để cưỡi ngựa quân lính đi hộ tống để vi hành, đúng không? Thì người dân gặp đó thì sẽ bị ngán đường hoặc là bị nhỡ việc, cho nên có câu là mùng năm 14/23 đi chơi cũng lộ, nữa là đi buôn. Thế thì ngày nay thì có ai đi, có vua nào đi vi hành, có thời điểm nào bị chắn, đúng không? Mà có chắn thời điểm nào mà ngang đường chắn đường thì nó cũng rất là nhanh. Nhưng thời điểm mà Kim Jong Un sang Việt Nam hội đàm cùng với lại ông tổng thống Mỹ, tổng thống Mỹ năm trước đấy, thì có đẹp đường, đúng không? Ông ấy không đi máy bay, ông ấy chỉ đi ô tô thôi, đi tàu thôi, thì phải đẹp đường từ Lạng Sơn về đến Hà Nội. Nhưng mà khi ông đi qua có khoảng độ một lúc thôi là xong, đúng không? Liên quan gì? Mà nếu như các bạn động thổ làm nhà thì cũng chẳng liên quan gì cả, động thổ làm nhà ở nhà chứ mà không phải ở đường đâu, đúng không? Tại sao lại đi chọn ngày đó kiêng kỵ? Không đúng. Đó. Như vậy là tôi đã chia sẻ xong 8 hướng và 24 sơn hướng chọn thời điểm làm nhà năm 2023. Hy vọng những kiến thức này rất bổ ích, giúp cho mọi người có cái nhìn toàn diện về cách thức làm nhà, về cách thức chọn thời điểm làm nhà. Còn về tất cả những cái phương pháp rồi những cái phụ trợ giúp đỡ cho tăng vượng khí của ngôi nhà, giúp cho tăng vượng khí ngôi nhà thì sẽ nói là những clip khác, đúng không? Đấy. Hoặc là clip tới tôi sẽ nói về gì, về cái chọn ngày theo bát sát, chẳng hạn theo năm sát đấy, tức là chuyển loại bỏ những ngày năm sát đi. Đôi khi những ngày ví dụ như là các bạn nhà các bạn tọa hướng gì hướng bắc này, thảm long thì tự nhiên là ngày gì, ngày thìn này không đồng thổ rồi, ngày thìn không đồng thổ rồi, đúng không? Ngày thìn không đồng thổ, hoặc là sơn hướng thìn không được có ngã ba ngã bảy, đúng không? Nhưng mà trong cái chọn ngày giờ thì nó lại không phải là ngày thìn, mà có ngày khác thì vẫn khác về long sát đấy. Đây cũng là một cái kiến thức chọn ngày rất là bí truyền mà người ta ít khi nói ra, đúng không? Chúng tôi sẽ có cách thức chia sẻ, chúng tôi sẽ có một clip để chia sẻ cho quý vị và các bạn, sau này quý vị các bạn có chọn ngày đó chúng ta thì chúng ta loại ra nhé. Nội dung hôm nay tôi chia sẻ là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.